Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Hôm nay mình làm một cái video để hướng dẫn mọi người cách đổi tên nhân vật trong cái game Apex Legends. Thì nhiều người hỏi mình là cách đổi tên nhân vật cái game Apex Legends như nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đổi cái tên nhân vật trong game Apex Legends này thì các bạn sẽ đổi miễn phí và không mất tiền. Thì để làm được điều đấy thì là các bạn chỉ cần mở cái Origin ấy, cái hành trình mà khi các bạn vào game các bạn phải mở đấy. Đấy thì các bạn nhìn góc bên trái này. Đấy thì các bạn đây ví dụ như là cái tên của mình đây là đang là Khánh Duy PC 123 này. Ví dụ các bạn muốn đổi tên này đi. Cái tên này chính là cái tên hiển thị trong game ấy. Thì các bạn chỉ cần vào phần edit on ea.com này, các bạn click chuột trái vào đây. Sau khi vào được đây, đây nó chính là cái phần thông tin cá nhân của các bạn ấy. Đấy thì ví dụ như đây, bây giờ các bạn muốn đổi cái tên của các bạn đi, cái ID này này, cái PC13 này, thì các bạn ấn vào cho mình phần edit này. Đấy, sau khi vào ấn vào phần edit thì các bạn ấn cho mình tiếp vào phần send security code, có nghĩa là gửi code bảo mật đến cái email của các bạn đấy. Đây là chính là cái email mà các bạn đăng ký tài khoản game ấy. Đấy. Thì sau khi các bạn ấn như này xong, các bạn sẽ vào mail của các bạn, cái mail mà các bạn đăng ký ấy, để các bạn lấy cái mã. Ok, thì sau khi các bạn vào đây các bạn nhìn này, nó sẽ có cái mã code. Đấy, thì đây các bạn sẽ copy cái mã code này. Sau đó các bạn dán lại cái phần đòi hỏi này, để các bạn paste lại đây. Sau đó các bạn submit. Ok, thì ngay trong khi này thì các bạn có thể đổi được tên ID này. Ví dụ như mình sẽ đổi thành một cái tên khác, Khánh Duy PC 456, à không, sẽ là 789 đây, 6789, săn bằng tất cả. Đấy, sau đó mình new lại. Các bạn đợi nó loát. Ok, Khánh Duy 6789. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là các mình đã đổi được tên chưa. Đây, nó sẽ hiện ngay email của các bạn, email khi các bạn đăng ký account này. Ok, bây giờ mình sẽ test thử xem là mình đã đổi được tên chưa, bằng cách mình sẽ vào thử game. Game này là đổi tên không mất tiền, không mất thẻ đổi tên như các game khác, mà đổi cực kỳ dễ như này thôi. Bây giờ mình sẽ vào để mình kiểm tra xem là đã đổi được tên chưa. Ok, như các bạn đã thấy này, tên của mình với này là Khánh Duy PC 123, bây giờ nó đã đổi thành Khánh Duy PC 6789, sao bằng tất cả ấy. Đấy, ok, rất là đơn giản và dễ làm thôi. Thì hôm nay mình làm cái video này chủ yếu hướng dẫn các bạn cách đổi tên nhân vật trong cái tựa game Apex Legends này. Đấy, nếu các bạn thấy hay và có ích, hãy xin cho mình một like và một nhấn đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày tốt lành.